tiếp theo tập trước sau khi thu được mẻ đầu tiên thời gian qua đi lại chuẩn bị đến lượt tiếp theo tiếng thông báo lại phát ra tu sĩ thanh thánh thất phẩm ra tay tần nam trầm mặc suy nghĩ một hồi để mình tới xem uy lực của khung đồ vô chủ thế là tần nam tận dụng khung đồ vô chủ để đoạt bảo lúc này phía sau tần nam có một bóng người xuất hiện tần nam né tránh công kích rồi nói hùng để ý ta rồi sao vậy ta đánh một trận với ngươi thế là tên kia vung kiếm chém tới mũi kiếm như xé rách không gian mà lao tới vậy thế nhưng mũi kiếm của hắn đâm vào kết giới không gian của tần nam lập tức đã bị chặn lại, không xuyên qua được. Cùng lúc đó, vô số đạo thanh quang từ bốn phương tám hướng đã đổ dồn về phía tần nam. tên kia hoảng hồn thắc mắc, đây rốt cuộc là tiên thuật gì vậy mà hút đi bốn phần thủy tinh thanh thánh? ôm đống thủy tinh thanh thánh trong tay thì vui vẻ reo lên, không hổ là khung đồ vô chủ. cứ tiếp tục như này không cần một tháng thì có thể phá giải tâm ấn rồi. đột nhiên những luồng thanh quang từ trong thủy tinh thanh thánh bị hút vào bên trong người tần nam. nhìn thấy việc này, tần nam ngạc nhiên vô cùng, hắn hả lên một tiếng, thì ra là khung đồ vô chủ đang hút lấy những luồng thanh quang này. Tần Nam toát cả mồ hôi than thở, chẳng trách ngươi lại tích cực chủ động như vậy, thì ra cũng để ý những thủy tinh thanh thánh này. Tần Nam mặc dù tiếc đứt ruột nhưng cũng nói, bỏ đi, dù sao có sự giúp đỡ của khung đồ vô chủ, tốc độ giải trừ tâm ấn chắc chắn sẽ nhanh hơn ban đầu. Chuyển cảnh bên trong thành thanh thánh, một tên hớt hải chạy vào bên trong bẩm báo với trưởng bối, báo cáo Dương trưởng lão, trong thanh thánh thất phẩm xuất hiện một tu sĩ, đã liên tiếp 5 lần đoạt đi 4 phần lực lượng thanh thánh, bây giờ rất nhiều tu sĩ bắt đầu đề xuất kháng nghị với chúng ta, muốn chúng ta đuổi người này ra ngoài dương trưởng lão cũng ngạc nhiên trả lời ồ còn có loại chuyện này sao ta đích thân đi xem thử bên này tần nam vẫn đang tiếp tục ngồi tu luyện bản thân hắn lúc nào cũng chăm chỉ đột nhiên tần nam phát hiện ra có người đi vào hắn liền hỏi ngươi là ai dương trưởng lão hiện lên rồi khai ngơi không tồi cảnh giới địa thần đỉnh phong còn con vậy mà có thể ngay vào lúc ta đi vào thạch thất cảm ứng được tồn tại của ta tần nam không khách sáo rút đoạn thiên đao rồi gần giọng hỏi các hạ còn chưa trả lời câu hỏi của ta tần nam thầm nghĩ cảnh giới của người này đã đạt tới nhân tiên đỉnh phong nếu thật sự đánh nhau, mình chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Dương trưởng lão vuốt cầm suy nghĩ rồi trả lời: ta là trưởng lão dưới trướng phù sinh tiên vương, họ Dương tên Long. Tần Nam lập tức đổi giọng ôn tồn nói với Dương Long: thì ra là Dương trưởng lão, không biết trưởng lão tới đây có chuyện gì. Ta nhớ thanh thánh đại không gian của các người có quy định không thể tiết lộ thân phận của bất cứ ai, cũng không thể tùy ý đi vào thạch thất của người khác nhỉ? Dương Long trả lời: quả thật có quy tắc như này, nhưng tiểu hữu gây ra động tĩnh như vậy, ta cũng không thể không phá hỏng quy tắc đích thân tới đây xem, tiểu hữu có thể nói cho ta biết ngươi rốt cuộc dùng thủ đoạn gì vậy mà có thể hút đi bốn phần lực lượng thanh thánh được không đương nhiên ta cũng sẽ không bắt người nói miễn phí bí mật của mình lực lượng trong hai khối đá thanh thánh khổng lồ này tương đương với 16 vạn viên thủy tinh thanh thánh không biết ý của tiểu hữu như nào nói rồi lấy hai khối đá thanh thánh ra tần nam cảm thán dương trưởng lão ra tay hào phóng nhưng thứ cho ta không thể nói được dương long chấn nản nếu đã như vậy thế thì thôi có điều hành vi của tiểu hữu tạo thành ảnh hưởng rất không tốt cho thanh thánh đại không gian của bọn ta ta cho tiểu hữu một khối đá thanh thánh khổng lồ coi như trao đổi mong tiểu hữu nề mặt ta trực tiếp rời khỏi nơi này được không tuy thực lực của tiểu hữu mạnh mẽ nhưng nếu đắc tội với một số thế lực nào đó cũng khó lăn lộn ở thượng hành thiên tiểu tiên vực tần nam lạnh nhạt trả lời thật sự xin lỗi ta tạm thời không có ý định rời khỏi thanh thánh đại không gian dương long cũng phải bất ngờ hắn liền nghĩ người này vậy mà dám từ chối mình phải làm sao đây tuy mình có chức danh trưởng lão nhưng cũng không có quyền trừng tội tu sĩ tới thanh thánh đại không gian tu luyện nhưng nếu để mặc tên này tiếp tục tùy ý tới lúc đó trách nhiệm nhất định sẽ đổ vào mình không bằng dương long lại xuống nước với la chính nếu tiểu hữu không muốn rời đi vậy ta cũng không cưỡng ép nhưng theo ta thấy tiểu hữu ở thanh thanh thất phẩm hoàn toàn là đang lãng phí thời gian tần nam nghe xong cũng có chút thắc mắc lời này của trưởng lão có ý gì dương long lại khoát tay trả lời ta có thể nâng tiểu hữu lên thanh thánh cửu phẩm ở đó hai tháng nhưng không biết tiểu hữu có gan không dương long lại nghĩ dù sao vào thanh thánh cửu phẩm chiêu này của ngươi còn có tác dụng hay không thì không biết hiện nay thanh thánh cửu phẩm có ba vị thiên tài cái thế bốn vị đệ tử nội môn của đạo thống vô thượng và bảy vị cường giả nhân tiên đội hình hoành tráng như này tần nam chỉ có cảnh giới địa thần đình phong nhất định sẽ bị áp chế tần nam vui vẻ nghĩ thầm trong bụng vị dương trưởng lão này thật sự là đào một cái hố to cho mình chỉ có điều chuyện tốt đưa tới tận cửa sao mình có thể từ chối thế là tần nam lại cung kính hành lễ đa tạ dương trưởng lão ta sớm đã muốn tới thanh thánh cửu phẩm chỉ đáng tiếc mãi không có cơ hội thế là dương long cũng vui vẻ trả lời chuyện nhỏ thôi vậy thì bây giờ tiểu hữu theo ta tới thanh thánh cửu phẩm chuyển cảnh phòng ở cửu phẩm dương trưởng lão đẩy cửa bước vào một căn phòng ông ta giới thiệu với tần nam từ giờ trở đi hai tháng tiếp theo tiểu hữu sẽ tu hành ở trong phòng này tần nam quan sát xung quanh tỏ ra rất ưng cái bụng hắn lên tiếng khen ngợi không hổ là thanh thánh cửu phẩm thanh thánh thất phẩm căn bản không thể so bì với nơi này dương long cũng tán đồng với tần nam đó là đương nhiên nếu tiểu hữu không có chuyện gì nữa ta cáo từ trước thế rồi dương long bước ra đóng cửa cái rầm hắn đắc ý thầm nghĩ hừ xem sau khi ngươi đá vào tấm sắt còn hung hãn kiểu gì tần nam bên trong căn phòng cầm cái bình rượu lên uống rồi nghĩ mùi vị không tệ chả biết hắn uống kiểu gì mà rượu chảy tràn lan xuống dưới cả ngực áo của hắn mới uống được một hơi tần nam đã đỏ mặt tía tai sau đó đặt cái bình rượu xuống bàn và khè ra một hơi tỏ ra thỏa mãn Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu thấy hay thì hãy để lại cho chúng mình một like và một bình luận để nhanh ra tập tiếp theo nha. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện tiếp theo được phát sóng trên kênh nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye!